Hai đội vừa làm xong lễ chào cờ trước khi trận đấu này diễn ra. Ban tổ chức nước chủ nhà chỉ dành 2.400 vé cho các cổ động viên Việt Nam vào sân để theo dõi trận đấu này. Tôi tin là nếu như số lượng vé dành cho cổ động viên Việt Nam lớn hơn thì có lẽ là những khán đài của sân Thu Ana không có nhiều chỗ trống như chúng ta vừa được chứng kiến. Bởi có rất đông cổ động viên Việt Nam đến thành phố Yangon để muốn vào sân theo dõi trận đấu này nhưng đã không có được vé. Bây giờ chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của hai đội ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là đội hình xuất phát của đội chủ nhà Myanmar. Thủ thành mang áo số 1 Kojin Htet, các cầu thủ số 5 Nanda Kyaw, số 6 Lay Yin Bo Bo, số 10 Aung Thu, số 11 Mzi Win, số 15 Swe Swe Kyaw, số 16 Si Thu Au, số 19 Theo Why, số 24 Win Moe Kyaw, số 26 Win Moe Kyaw và số 32 là Jomitun. Như vậy là so với đội hình ở trận đấu gặp đội tuyển Lào lượt đấu trước thì ở trận đấu này huấn luyện viên Antoine Hey đã có tới 5 sự thay đổi. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam chúng ta thực hiện một sự thay đổi. Trọng Hoàng không đá chính ngay từ đầu để nhường vị trí cho Văn Quyết. Sự xuất hiện của Văn Quyết cũng tạo nên một sự thay đổi rất đáng chú ý trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam khi Phan Văn Đức sẽ thay thế Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Các vị trí còn lại của đội tuyển Việt Nam gồm thủ môn Văn Lâm ở trong khung thành. Ba trung vệ của chúng ta vẫn là Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường cùng với Quang Hải sẽ là hai tiền vệ trung tâm. Bên phía cánh trái, nơi hàng phòng ngự của chúng ta vẫn là Văn Hậu và phía trên là bộ ba tấn công. Anh Đức ở trung tâm, đá trách sang hai biên sẽ là Công Phượng và Văn Quyết. Đây sẽ là một trận đấu mà sự quan tâm được dành cho vị trí của Phan Văn Đức khi cầu thủ này chơi rất hay trước Malaysia. Nhưng đó là ở khâu tấn công, còn ở vị trí hậu vệ cánh phải thì sẽ như thế nào? Thực tế thì Phan Văn Đức cũng đã từng đá ở vị trí này trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup năm nay. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Qatar, ông Khamis Al-Marri, người đã từng chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi ông là người đã bắt chính trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Bahrain ở tứ kết của giải U19 châu Á, và khi chúng ta chiến thắng ở trận đấu đó bằng bàn thắng của Trần Thành, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền dự giải U20 thế giới. Rõ ràng ông Khamis Al-Marri là một người được coi là mang lại may mắn cho các đội bóng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong thành phần của đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại đã có những cầu thủ thi đấu chính trong trận đấu đó như Đình Trọng, như Quang Hải và như Văn Hậu. Đó đều là những cầu thủ đã chơi rất nổi bật ở giải U19 châu Á. Và sau đó là nòng cốt của đội tuyển U20 Việt Nam dự giải U20 thế giới. Myanmar là đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á kể từ giai đoạn sau này giành quyền dự giải U20 thế giới. Những cầu thủ của họ cũng đã từng ghi bàn ở giải đấu này như Aung Thu từng ghi bàn vào lưới của New Zealand. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cách đây tròn 2 năm cũng vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 thì hai đội tuyển Myanmar và đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng gặp nhau trên sân vận động Thu Ana ở vòng bảng của kỳ AFF Cup năm 2016. Như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar và Việt Nam đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, các cầu thủ của chúng ta trong trang phục màu trắng bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Một năm trước chúng ta thắng 2-1 và một năm sau, ngày hôm nay kết quả sẽ như thế nào? Những pha chạm bóng đầu tiên của Phan Văn Đức ở vị trí hậu vệ cánh phải. Phan Văn Đức là một cầu thủ rất đa năng. Chính Văn Đức là người đã thực hiện pha kiến tạo để Anh Đức ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây ít ngày trước đội tuyển Malaysia. Pha chạm bóng của Duy Mạnh. Trước Malaysia thì những bàn thắng tận của chúng ta là rất ấn tượng. Nhưng những lời khen cũng được dành cho hàng phòng ngự với một sự bình tĩnh và một lối chơi tập trung để ngăn cản những cố gắng ghi bàn của đội khách. Cho tới lúc này thì đội tuyển Việt Nam là đội bóng đang có hàng phòng ngự tốt nhất tại AFF Cup năm nay. Chúng ta là đội bóng duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào và đã ghi được 5 bàn thắng sau chiến thắng 3-0 ở trận ra quân trước đội tuyển Lào và trận thắng 2-0 trên sân nhà Mỹ Đình trước đội tuyển Malaysia. Một trong những ứng cử viên giành vé vào bán kết cũng như là ứng cử viên vô địch giải đấu năm nay. Bóng đã nằm gọn trong tay của Đặng Văn Lâm. Một thủ môn được huấn luyện viên Antoine Hey của đội chủ nhà đánh giá rất cao bên phía đội tuyển Việt Nam. Myanmar chưa bao giờ là một đội bóng dễ bị đánh bại cả, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Đây là một trận đấu mà ông Antoine Hey thực hiện tới 4 sự thay đổi, trong đó có 3 sự thay đổi ở hệ thống phòng ngự. Chúng tôi có cảm giác rằng ở hai trận đấu gặp các đội tuyển Lào và Campuchia, ông Antoine Hey chưa tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Và chắc chắn sẽ có những bất ngờ mà đội bóng của chúng ta phải dè chừng. Pha chạm bóng của Phan Văn Đức. Anh Đức! Đó là hai trận đấu trước những đối thủ yếu hơn, nhưng các cầu thủ Myanmar thực sự là đã nhập cuộc không theo đúng ý đồ của mình. Và cả hai trận đấu họ đều bị đối thủ dẫn trước rồi phải ngược dòng. Pha chạm bóng của Văn Quyết. Trên sân Thu Na thì Văn Quyết đã từng ghi 2 bàn năm 2016, một bàn ở AFF Cup đúng 1 năm về trước, và trước đó là một bàn thắng ở Asia Bangkok, một bàn vào lưới của Myanmar và một bàn vào lưới của Singapore. Văn Hậu luôn rất tự tin trong những tình huống không chiến. Ở trận đấu gặp Malaysia thì Đoàn Văn Hậu với chiều cao tốt của mình đã tham gia vào tới 9 tình huống không chiến. Những tình huống không chiến ở khâu phòng ngự và cả những tình huống bật cao đánh đầu để tìm kiếm bàn thắng. Đó là pha bóng của Quế Ngọc Hải. Trận gặp đội tuyển Malaysia, Ngọc Hải đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu thứ 3 liên tiếp, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam với bộ ba trung vệ không thay đổi. Cặp tiền vệ trung tâm cũng vậy, vẫn là Xuân Trường và Quang Hải. Ngoài ra trên hàng tiền đạo thì bộ đôi Anh Đức và Công Phượng cũng có trận đá chính thứ 3 liên tiếp. Đây là hai cầu thủ đều đã lập công ở trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía đội tuyển Myanmar trận đấu này là vị trí hậu vệ cánh trái khi Win Moe Kyaw đã bị treo giò ở trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ này ngoài khả năng phòng ngự tốt thì còn thường xuyên tham gia vào những tình huống tấn công biên. Thêm một pha chạm đầu chính xác nữa của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, đó là pha chạm đầu của Đình Trọng. Rất hay. Văn Quyết. Đội bạn chơi rất quyết liệt. Một phong cách chơi bóng đã được định hình của đội tuyển Myanmar. So với Malaysia thì lối đá của Myanmar cũng quyết liệt chẳng kém bao nhiêu. Đây là hai lứa cầu thủ của hai nền bóng đá đã quá hiểu nhau. Rất nhiều cầu thủ trong đội tuyển Myanmar và đội tuyển quốc gia Việt Nam bây giờ đã từng gặp nhau từ các lứa trẻ, từ U19 đến U22, U23 và bây giờ là đội tuyển quốc gia. Hàng tiền vệ của đội bạn cũng đang di chuyển tương đối linh hoạt. Cầu thủ vừa mở đường chuyền dài là tiền vệ trung tâm quan trọng của đội bóng này, Bobo. Bobo đã có 2 bàn thắng và là người điều tiết nhịp độ trận đấu rất hay của đội tuyển Myanmar. Dù năm nay mới 22 tuổi thôi nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này đã được thể hiện ở hai trận đấu gặp Myanmar, gặp đội tuyển Lào và đội tuyển Campuchia. Những phút đầu tiên của trận đấu thứ 3 của hai đội tuyển Myanmar và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Những phút vừa qua chúng ta đang chủ động nhường mặt sân cho đối thủ. Pha lên bóng của các cầu thủ Myanmar sẽ là rất khó khăn để vượt qua bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Và áp sát rất tốt. Đó là cú ra chân của Si Thu Au. Văn Đức là người đã lùi về để bọc lót ở tình huống này. Si Thu Au cũng đã từng dự World Cup U20 thế giới năm 2015. Cầu thủ này cùng với Aung Thu là hai trong số những gương mặt nổi bật nhất của lứa trẻ Myanmar. Xuân Trường. Al-Marri xác định là bóng đã đi hết đường biên ngang. Một quả phản tốc cho đội tuyển Myanmar. Đội tuyển quốc gia Myanmar và đội tuyển Việt Nam là hai trong số những đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất ở giải đấu năm nay. Đội bóng của chúng ta đang phải chịu những áp lực không hề nhỏ chút nào trên sân Thuana, từ khán đài cho tới dưới sân. Mọi thứ đang dần qua đi. Đường chuyền của Quang Hải, Công Phượng, nó vẫn hơi mạnh một chút. Những khó khăn vừa qua là rõ ràng, nhưng đôi khi đó cũng là điều kiện tốt để đội tuyển Việt Nam phát huy lối đá sở trường của mình. Những tình huống phản công lợi hại. Trên sân Mỹ Đình cách đấy ít ngày chúng ta đã từng thể hiện điều đó. Dù được thi đấu trên sân nhà trước đội tuyển Malaysia, nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Chúng ta chỉ cầm bóng hơn 30% thôi và dứt điểm cầu môn ít hơn đối thủ. Xuân Trường, Đình Trọng, Duy Mạnh. Đó là khi mà sơ đồ 3-4-3 của ông Park Hang-seo được thực hiện rất linh hoạt. Khi phòng ngự chúng ta chuyển sang sơ đồ 5-4-1 và khi tấn công thì sơ đồ 3-4-3 lại phát huy tác dụng. Xuân Trường ngày càng cải thiện hơn khả năng tranh chấp bóng và tham gia phòng ngự như tình huống vừa rồi. Mười Aung, tỷ lệ kiểm soát bóng cho tới lúc này vẫn đang nghiêng về đội tuyển Myanmar. Bên phần sân của đội tuyển Myanmar thì bên phía đội tuyển Việt Nam thường xuyên chỉ có Anh Đức. Đường chuyền vào của Nanda Kyaw. Nanda Kyaw đang đá thay vị trí của Than Win. Và cầu thủ áo số 5 này cho đến phút thứ 10 đã ít nhất 2 lần dâng cao và tham gia vào những tình huống tấn công ở biên trái. Cú phát bóng dài của Văn Lâm. Đó là chính là cách tính của Park Hang-seo. Công Phượng hơi chậm một nhịp. Khi Công Phượng lấy đà và định thực hiện một cú đá thì hậu vệ đội bạn đã áp sát. Khi chúng ta có điều kiện thì các cầu thủ của chúng ta dâng lên rất cao, pressing tầm cao và tạo ra khó khăn cho đội bạn. Như tình huống vừa rồi chẳng hạn. Đó là cách mà chúng ta đã đoạt lại bóng, mở một tình huống tấn công và dẫn tới pha ghi bàn thứ hai của Anh Đức vào lưới của Malaysia. Văn Đức, Công Phượng. Công Phượng rất chịu khó đeo bám. Công Phượng là người đã mở điểm cho đội tuyển Việt Nam ở cả hai trận đấu đầu tiên. Đây là lần thứ 6 đội tuyển Myanmar và đội tuyển Việt Nam gặp nhau ở vòng đấu bảng của AFF Suzuki Cup. Chúng ta vẫn đang giữ thành tích bất bại trước đối thủ với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó có một chiến thắng rất đậm với tỷ số 7-1 vào năm 2010. Và những cầu thủ vẫn còn đang thi đấu ở giải đấu năm nay như Anh Đức và Trọng Hoàng đều đã lập cú đúp ở trận đấu đó. Người vừa cắt bóng là Phan Văn Đức. Đường chuyền của Quang Hải cho Công Phượng. Trở lại với tình huống trước đó thì không hề có một cảm giác lạ lẫm ở bên phía cánh phải của Phan Văn Đức khi cầu thủ này tham gia phòng ngự. Chúng ta lại sẽ áp sát các cầu thủ của đối bạn. Và thiếu chút nữa các cầu thủ áo trắng của chúng ta đã đoạt được bóng rồi. Khi đó thì có tới Công Phượng và Anh Đức bao vây cầu thủ của đội bạn. Và suốt chút nữa thì sai số đã xuất hiện. Một trong những điểm mạnh của Myanmar ngoài tấn công biên còn là những pha dứt điểm ở ngoài khu vực 16m50. Họ đã có khoảng 3 bàn thắng từ những tình huống tấn công như vậy ở giải đấu lần này. Với những cú dứt điểm như vậy thì Myanmar có rất nhiều chân sút hay, đặc biệt là Aung Thu, người cũng đã không ít lần ghi bàn vào lưới các đội tuyển bóng đá của Việt Nam. Anh Dũng hẳn vẫn còn nhớ bàn thắng của Aung Thu gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Myanmar một năm về trước, cũng là một cú đá ở ngoài khu vực 16m50. Chính xác là như vậy, và xoay trở rất nhanh và dứt điểm tung lưới chúng ta. Lứa Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải vẫn chưa thể quên trận chung kết U22 Đông Nam Á năm 2014. Một trận đấu cực hay mà Myanmar đã vượt qua đội tuyển U19 Việt Nam với tỷ số 4-3. Và Aung Thu cũng là người ghi bàn quyết định với một cú đá ở ngoài khu vực 16m50. Cũng trong năm 2014 ở giải U19 Đông Nam Á thì chính Aung Thu cũng là người ghi bàn duy nhất và thắng danh dự trong trận thua chúng ta với tỷ số 1-4 trên sân Mỹ Đình. Đó là một màn trình diễn bóng đá mãn nhãn của đội tuyển U19 Việt Nam. Những bàn thắng của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Phan Văn Long vẫn còn khắc in trong trí nhớ của người hâm mộ. Văn Quyết chuyển hướng rất nhanh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết, vẫn là Văn Quyết, xoay sở hơi chậm. Văn Quyết hoàn toàn có thể tung ra cú dứt điểm trước đó khi mà anh đã có khoảng trống. Và vừa rồi là tình huống áp sát của Quế Ngọc Hải, bóng vẫn trong chân các cầu thủ của chúng ta. Công Phượng. Một trận đấu đòi hỏi mọi thứ phải diễn ra thật nhanh. Rồi phản công cho cao thủ Myanmar. Cả hai đội đều triển khai bóng rất nhanh mỗi khi có được cơ hội. Aung Thu. Swe Kyaw. Vẫn là các cầu thủ Myanmar. Phối hợp khá tự tin. Của Đình Trọng không hề có lỗi chạm tay vào bóng của Đình Trọng. Đường chuyền của Văn Hậu. Quang Hải. Có cảm giác như vừa rồi thì Công Phượng định bỏ bóng cho anh Đức. Trên mảnh là ông Antoine Hey, huấn luyện viên người Đức của đội tuyển Myanmar, một người được báo chí và người hâm mộ Myanmar ví như là một Joachim Löw của bóng đá Myanmar. Bóng đá Myanmar những năm gần đây đang phát triển và có sức ảnh hưởng rất lớn từ những người Đức ở những năm trước. Đó là huấn luyện viên Gert Sizer, người đã có công rất lớn phát triển bóng đá trẻ của Myanmar. Ông Gert Sizer chính là người có công đưa đội tuyển U19 Myanmar dự giải U20 thế giới. Ông Antoine Hey khi còn là cầu thủ từng là học trò của ông Jürgen Kehl, giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam. Đó là khi mà ông Jürgen Kehl là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Düsseldorf chơi Bundesliga. Ông Antoine Hey chỉ là học trò của ông Jürgen Kehl một mùa mà thôi. Tình huống làm tường không thành công của anh Đức. Rất chủ động. Xuân Trường, Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng, Công Phượng đã bị phạm lỗi. Trước đó là những pha phối hợp rất nhịp nhàng của các cầu thủ áo trắng. Đứng trước bóng là Lương Xuân Trường. Xuân Trường đang dần trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Đánh đầu. Pha chạm đầu là của Văn Hậu. Đội chủ nhà phản công. Si Thu Au. Si Thu Au là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Myanmar. Những gì diễn ra cho đến lúc này cho thấy một cuộc đấu trí rất thú vị giữa huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta và ông Antoine Hey, huấn luyện viên người Đức. Hai đội liên tục chờ đợi những sơ hở của nhau để mở những đợt phản công. Và trong một thế trận như vậy thì đòi hỏi cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta và Myanmar phải chuyển trạng thái rất nhanh. Các bạn có thể thấy là khi cần thì các cầu thủ của chúng ta dồn lên, dồn tuyến rất nhanh với số đông cầu thủ bên phần sân của đội bạn để gây ra những áp lực. Nhưng khi cần thì các cầu thủ của chúng ta cũng lui về rất nhanh để tạo ra một hàng phòng ngự có nhiều lớp. Myanmar cũng đang tổ chức một lối đá như vậy. Xuân Trường. Trong các trung vệ của chúng ta thì Đình Trọng đã ở giữa và đã có một trận đấu cực hay trước đội tuyển Malaysia. Văn Quyết. Điểm mạnh nhất của Đình Trọng là khả năng chọn vị trí, những pha bóng lót cho đồng đội. Công Phượng. Các vị trí của chúng ta đều đang di chuyển rất linh hoạt và di chuyển rộng. Quang Hải. Đúng là sự linh hoạt đó thể hiện ở cả vị trí của Văn Quyết cũng như Anh Đức. Khi mà Văn Quyết đá cao thì Anh Đức sẵn sàng lui về sâu hơn để tham gia chia lửa với tuyến giữa. Phan Văn Đức là người bị phạm lỗi. Một trong những cầu thủ chơi rất đa năng của đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức xử lý hai chân đều rất tốt nên việc đẩy cầu thủ này sang đá ở cánh phải cũng sẽ không gây ra những bỡ ngỡ với cầu thủ áo số 20. Xuân Trường, Công Phượng. Cú đá này. Pha dứt điểm gần như là đầu tiên của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này. Trong số những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thì Công Phượng được ông Park Hang-seo ưu tiên cho đá tự do hơn cả, để cầu thủ này có thể phát huy những phẩm chất của mình. Vừa rồi là cú sút bằng chân trái, không phải là chân thuận của Công Phượng. Lực sút vì thế không thực sự căng nhưng vẫn khá hiểm hóc. Đó là một pha xử lý mà chân sút Aung Thu bên phía đội tuyển Myanmar cũng thường xuyên sử dụng. Bóng đến chân của Duy Mạnh. Si Thu Au. Khá nguy hiểm. Đình Trọng. Rất may đó là một đường truyền sửa lưng Aung Thu. Cự ly đội hình của đội tuyển Myanmar trong tình huống vừa rồi không tốt. Có lẽ đội bạn cũng bất ngờ với một sai sót hiếm hoi của các hậu vệ chúng ta. Đường truyền của Duy Mạnh không thành công. Bàn thắng đầu tiên của Anh Đức Và cũng là những pha ghi bàn của cầu thủ này cho đến trước World Cup năm nay là hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Myanmar trong chiến thắng 7-1 trên sân Mỹ Đình. Người còn lại cũng đã ghi bàn trong trận đấu đó và lập cú đúp là Trọng Hoàng, không đá chính ngay từ đầu hôm nay. Quang Hải thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu và Anh Đức sẽ là những cầu thủ rất mạnh trong những tình huống như thế này. Bóng hướng tới vị trí của Đoàn Văn Hậu, không kịp. Đó là một tình huống mà có thể nếu bóng đến vị trí của Văn Hậu và Anh Đức thì sẽ là một pha làm tường cho đồng đội. Nếu như bảng A lúc này đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đều đã giành 6 điểm thì cùng diện ở bảng B, đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Philippines đang giành lợi thế. Hai đội bóng này cũng đã toàn thắng ở hai trận ra quân. Công Phượng chuyển hướng rất hay. Công Phượng, vẫn là Công Phượng, bóng được truyền cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức chân chạy, hậu vệ của bạn chơi quá quyết liệt. Đó, tình huống phòng ngự có thể nói là dũng cảm của Nanda Kyaw. Ngay lập tức cầu thủ Myanmar có pha phản công nhanh. Các cầu thủ chúng ta cũng đã kịp lùi về rất đông. Cú dứt điểm. Đó là một tình huống mà chúng ta phải rất đề phòng, anh Dũng ạ. Như chúng ta đã nói ở đầu trận, Myanmar rất mạnh trong những tình huống dứt điểm như vừa rồi, những tình huống mà tuyến hai băng lên và thực hiện những cú đá. Thực tế thì tôi tin rằng Park Hang-seo đã biết điều đó và không tạo ra cho đội bạn những khoảng trống để có những cú đá như vừa rồi. Như vừa rồi là một tình huống mà đội bạn phản công và chúng ta không kịp lui về đủ quân số để tạo ra một lớp phòng ngự. May đó là tình huống mà Văn Lâm vẫn chơi tập trung và cú đá của đội bạn thì cũng không quá hiểm. Miếng đánh của Myanmar thường là những tình huống đi bóng như vừa rồi, sau đó chồng biên hoặc trả bóng ra tuyến giữa để các tiền vệ băng lên dứt điểm. 7 bàn thắng của họ tại giải đấu lần này gần như đều được ghi theo công thức như vậy. Rất tiếc trước đó hậu vệ Myanmar đã chơi quá quyết liệt, nếu không thì có thể Văn Đức đã có tên trên bảng tỷ số rồi. Phút giây khó khăn đã qua với đội tuyển của chúng ta. Quế Ngọc Hải. Văn Quyết. Phía trong là Anh Đức, hơi sâu. Một trận đấu hay giữa hai đội tuyển. Những toan tính chiến thuật được thể hiện rất rõ trong cách bài binh bố trận của hai đội. Xuân Trường. Đó có lẽ là pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thẻ phạt cho đến lúc này. Kyaw. Mỗi đội cho tới lúc này đã có hai cú sút về khung thành của nhau. Nơi mà đội tuyển Myanmar đang tấn công rất nhiều kể từ đầu trận. Những áp lực mà đội chủ nhà Myanmar tạo ra cho đến ngày là không hề nhỏ. sẽ là một cú phát bóng dài lên của Văn Lâm. Đặng Văn Lâm. Thể hình của đội tuyển Myanmar, những cầu thủ của họ không quá lý tưởng, nhưng đây lại là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực tương đối sung mãn. Ông Antoine Hey tương đối tự tin khi trong buổi tập làm quen sân duy nhất của đội tuyển Myanmar ngày hôm qua thì Myanmar đã tập mở. Swe Kyaw. Cú đánh đầu là của Phan Văn Đức. Công Phượng. Xuân Trường. Rất cố gắng Văn Quyết. Xuân Trường đang chờ một đường chuyền. Văn Quyết. Công Phượng. Vẫn áp sát. Quang Hải. Phan Văn Đức. Cú đá không vào. Có lẽ là bóng đã chạm chân một cầu thủ bên phía đội tuyển Myanmar. Một pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Việt Nam. Sau pha giật gót của Quang Hải, một cầu thủ đội bạn đã bị mất phương hướng và bóng đã tới chân của Phan Văn Đức. Văn Đức là một cầu thủ có khả năng xử lý bóng bằng hai chân rất tốt. Lần thứ hai trong trận đấu này, Phan Văn Đức tung ra cú dứt điểm bằng chân trái và đều chạm vào chân hậu vệ đối phương. Đội bạn đã áp sát để lấy đi những cơ hội ghi bàn của Phan Văn Đức. Chúng ta đang dàn xếp một tình huống đá phạt góc tương đối quen thuộc trong thời gian gần đây, bắt đầu từ ASEAN. Một dàn cầu thủ áo trắng đang sẵn sàng tạo ra những phương án đá phạt góc có thể mang đến bất ngờ cho đối phương. Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá. Chắc chắn đoàn Văn Hậu và Anh Đức sẽ là những người chờ đợi tình huống này. Chúng ta không được hưởng quá nhiều những quả đá phạt góc ở giải đấu lần này. Đấy đâu! Đó là pha băng vào và dứt điểm. Có lẽ là của Anh Đức. Đúng là như vậy. Rất tiếc là Anh Đức đã không thể chạm vào bóng ở tình huống vừa rồi. Việt vị của số 16 bên phía Myanmar. Ở SEA Games 2015, Si Thu Au đã từng là vua phá lưới ở môn bóng đá nam với 5 bàn thắng ghi được. Xuân Trường. Quang Hải. Cú đá nhanh. Phá chạm chân rất nhanh, sau đó là của Anh Đức. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Những gì chúng ta làm được trong ít phút vừa rồi là rất đáng kể. Khi Quang Hải nhô cao hơn, Phan Văn Đức cũng dâng cao hơn. Và những áp lực ở bên phía cánh phải mà đội tuyển Việt Nam tạo ra là không hề nhỏ. Lần này sẽ là một quả đá phạt của Xuân Trường. 2/3 thời gian của hiệp thứ nhất đã trôi qua. Xuân Trường. Đánh đâu. Vẫn là Anh Đức. Lần này thì Anh Đức đã chạm vào bóng với một cú đánh đầu nhưng vẫn không chính xác. Đội tuyển Việt Nam đã tập nhiều lần cho những phương án đá phạt góc như vậy. Khi những quả đá của cao thủ bên phía đội tuyển Việt Nam được thực hiện rất mạnh thì hoặc là Anh Đức hoặc là Đoàn Văn Hậu sẽ là người di chuyển rộng để đón những cú đá như vậy. Đó là những tình huống thoát ra mà thường là hậu vệ đối phương bị bất ngờ. Ở trận đấu với Malaysia là những tình huống thoát ra như vậy của Đoàn Văn Hậu, còn hôm nay là Anh Đức. Sở dĩ số lượng những lần đánh đầu của Văn Hậu ở trận Malaysia lên tới 9 lần là vì những ý đồ mà chúng ta thực hiện trong những quả đá phạt góc như vậy. Và có một cái tên nữa tôi cũng rất muốn nhắc đến trong những tình huống mà chúng ta được hưởng những quả đá phạt và phạt góc như vậy, đó chính là Quế Ngọc Hải. Cũng là một phương án mà các cầu thủ của chúng ta sẽ đưa bóng tới trong những tình huống cần phải tranh chấp bóng bổng. Anh Tiến Dũng nói hoàn toàn có lý. Bàn thắng đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến lúc này của Quế Ngọc Hải tại sân chơi AFF Cup là một tình huống đá phạt góc. Trận đấu gặp Indonesia năm 2014 trên sân Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam cũng bằng một tình huống xuất hiện nhanh và để bóng cận thành cực hay khi chúng ta được hưởng quả đá phạt góc. Công chiến của Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Đức. Văn Lâm. Si Thu Au và một pha ngăn cản của Đỗ Duy Mạnh. Tuyến giữa của đội chủ nhà Myanmar có những cầu thủ chơi cơ bắp, trong đó nổi bật là Lay Yin Bo Bo. Vừa rồi là một tình huống lên bóng xuất phát từ khả năng tranh chấp tốt của anh Bobo đã giành lại sự chủ động cho đội bạn. Về cơ bản thì những cầu thủ Myanmar có thể lực rất sung mãn và họ cũng rất khéo, nhưng khả năng tổ chức lối chơi họ chưa thực sự tốt. Rất nguy hiểm. Áp sát. Khó khăn đã qua đi nhưng đó là một tình huống thoát tim. Đặng Văn Lâm đã có một tình huống bằng da lỡ trớn. Rất may là cú sau đó của đội bạn đã đưa bóng đập vào, có lẽ là vào người hoặc vào mặt một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Bóng bay trúng mặt một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Một trong những điểm yếu nhất của thủ môn Đặng Văn Lâm là những pha phát bóng lên. Anh Đức, Quang Hải, Anh Đức rất hợp lý. Vẫn còn không vào. Bóng vừa chạm vào con dọc. Có lẽ người dứt điểm là Phan Văn Đức. Cú quăng chân rất nhanh của Phan Văn Đức khi mà hậu vệ đội bạn đã ập vào, nhưng may mắn đã không thuộc về chúng ta. Lần thứ 3 Phan Văn Đức dứt điểm ở một vị trí mới ở giải đấu lần này, nhưng Phan Văn Đức vẫn đang là trung tâm chú ý của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ở mặt trận tấn công. Đó thực sự là một quân bài tẩy của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam và người thực hiện vẫn sẽ là Lương Xuân Trường. Cơ hội cho những cái tên như Anh Đức, như Quế Ngọc Hải hay Đoàn Văn Hậu. Xuân Trường đang quan sát và chờ đồng đội di chuyển. Một sự thay đổi. Quang Hải. Còn không, vẫn còn Quang Hải. Không vào. Cho dù đã không có được sự xử lý hoàn hảo ở nhịp đầu tiên, nhưng có lẽ những gì Quang Hải làm được ở những giải đấu trước đây đã khiến hậu vệ đội bạn bị choáng ngợp và không kịp theo sát tình hình. Một nhịp đẩy bóng sau đó giúp cho Quang Hải thực hiện cú đá sở trường. Một sức ép rất lớn lên khung thành của đội tuyển Myanmar những phút vừa qua. Quang Hải phản đấu bóng của thủ môn Myanmar. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì sức ép như vậy. Trong vòng chưa đầy 2 phút chúng ta đã có 2 cơ hội để ghi bàn. Phương án đá phạt góc mà Xuân Trường và Quang Hải thực hiện mới đây rất hay. Nó đã làm bất ngờ toàn bộ hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Mặc dù nhịp xử lý đầu tiên của Quang Hải anh hơi bị mất trụ, nhưng sau đó thì cầu thủ này vẫn có được một cú xử lý mềm mại và cú đá sau đó cũng là rất hay rồi. Chút xíu nữa thôi là Công Phượng chạm được bóng ở ngay trước khung thành đã bỏ trống. Duy Mạnh, Quang Hải, đây là Văn Quyết. Cầu thủ Myanmar cũng rất nhanh, chịu khó áp sát. Si Thu Au, đây mới là Si Thu Au. Không vượt qua được Quế Ngọc Hải. Rất bình tĩnh. Ba cầu thủ đáng chú ý nhất của đội tuyển Myanmar trên hàng không là Si Thu Au ở bên phía cánh trái, Mong Win ở bên phía cánh phải và Aung Thu ở trung tâm. Nhờ những cầu thủ đã từng dự giải U20 thế giới này và có kỹ thuật cơ bản tốt nên khả năng luân chuyển của Myanmar là tương đối nhịp nhàng. Trong 7 bàn thắng đội tuyển Myanmar đã ghi được tại giải đấu lần này thì chỉ có một bàn duy nhất được ghi trong hiệp 1. 6 bàn còn lại là những pha lập công trong hiệp 2. Đó là pha xử lý của Aung Thu. Từ năm 2014 đến nay thì năm nào Aung Thu cũng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất của Myanmar. Đã 4 lần rồi, 4 lần liên tiếp. Của Đình Trọng, Văn Quyết thì chúng ta bị đội bạn ép sân thì các tiền đạo cũng rất tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự. Xuân Trường Phan Văn Đức, tôi có cảm giác mặt sân hôm nay không được tốt, hơi trơn, có lẽ là đã có một cơn mưa trước khi trận đấu này diễn ra. Ở Yangon thì nắng mưa khá thất thường. Văn Quyết, đường truyền nhanh của Văn Quyết nhưng nó không tới được vị trí của Công Phượng. Lý giải của anh Dũng là tương đối có lý, vì cả Phan Văn Đức và Quang Hải đều là những cầu thủ có kỹ thuật cơ bản rất tốt, nhưng mỗi người đều đã một lần bị mất trụ. Hải rất nhanh. Trọng Hoàng đã thổi phạt Công Phượng vì một pha cản người không bóng. Si Thu Au và Công Phượng có chiều cao như nhau cùng 1m68. Aung Thu, ngôi sao của người Myanmar cũng cao 1m68. Lay Yin Bo Bo, thủ đang chơi vị trí giống như Xuân Trường của chúng ta. Lương Xuân Trường bên dưới của đội bạn chơi quyết liệt và tương đối hiệu quả. Bóng được chuyền cho Aung Thu. Myanmar vào lúc này quả thực là một đội bóng không thể xem nhẹ. Họ đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng, một đội hình có chiều sâu và rất đều từ trên xuống dưới. Từ đầu trận thì các cầu thủ Myanmar đang tổ chức những pha lên bóng bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội bạn rất nhiều. Đây là Lay Yin Bo Bo. Pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải. Lay Yin Bo Bo đã mất bình tĩnh. Đây sẽ là một quả đá phạt mang đến rất nhiều sự hồi hộp. Khamis Al-Marri đã gọi Quế Ngọc Hải trở lại để nhắc nhở và dành cho cầu thủ mỗi đội một chiếc thẻ vàng. Đó là Lay Yin Bo Bo bên phía đội tuyển Myanmar, Quế Ngọc Hải của chúng ta. Phong thái điều hành trận đấu của ông Khamis Al-Marri là rất điềm tĩnh. Ở trận đấu gặp đội tuyển Malaysia cách đây 4 ngày, chúng ta cũng đã từng phải nhận một quả đá phạt ở vị trí này. Safawi Rashid của Malaysia với cú chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân thay người đã tạo nên rất nhiều khó khăn nhưng không thể khuất phục được Đặng Văn Lâm. Thời gian của hiệp 1 không còn nhiều và chúng ta đang đứng trước một thử thách. Thử thách có lẽ là thực sự đối với Đặng Văn Lâm. Đứng chư bóng đương nhiên qua Aung Thu. Không thành công. Cú đá không chính xác. Phút bù giờ đầu tiên cũng là duy nhất của hiệp 1 trận đấu này. Hiệp đấu diễn ra với tốc độ tương đối cao, chất lượng chuyên môn cao và cả hai đều đã có được những cơ hội nhưng chưa bàn thắng nào được ghi. Xét về số cơ hội thì đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều cơ hội hơn, nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng hơn so với đối thủ của mình trong hiệp 1 trận đấu này. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm trúng cột dọc của Phan Văn Đức. Sau đó là cú ra chân của Quang Hải khiến cho Kyaw Zin Htet phải tung người cản phá. Về trước chúng ta cũng đã từng phải trải qua những khó khăn hiện tại khi Myanmar bằng lối đá thiên về thể lực đã kiểm soát tốt tuyến giữa và từng tạo ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Al-Marri đã đổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa đội tuyển Myanmar và đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu đúng như chúng ta đã dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức cho đội bóng của chúng ta. Mặc dù vậy thì tỷ số hòa 0-0 vẫn mang đến một cảm giác tiếc nuối nhất định khi những pha dứt điểm của Phan Văn Đức và Quang Hải không thành bàn. Hy vọng rằng sang hiệp đấu thứ hai chúng ta sẽ kiểm soát tuyến giữa tốt hơn và cũng sẽ tận dụng tốt hơn những thời cơ mà mình có được. Ông Kyaw Zin Htet trọng tài người Qatar đã điều hành hiệp một trận đấu này rất thành công. Ông đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam và một chiếc thẻ vàng dành cho Lay Yin Bo Bo. Hai sự thay đổi sẽ được đội tuyển Việt Nam thực hiện ở hiệp đấu thứ hai này. Hùng Dũng và Trọng Hoàng đều đã góp mặt. Có vẻ như một trong những cầu thủ đã rời sân để nhường vị trí cho Hùng Dũng là Văn Quyết. Như vậy là hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Hiệp đấu này chúng ta bảo vệ dành bên phía tay phải. Trọng Hoàng xuất hiện và Phan Văn Đức đã chuyển sang cánh trái. Như vậy là có thể Phan Văn Đức sẽ đá thế vị trí của Văn Quyết, vị trí tiền đạo cánh trái. Và Hùng Dũng có vẻ sẽ thay vị trí của Xuân Trường. Rất nguy hiểm. Ngay ở đầu hiệp 2 thì đội bạn đã có một tình huống tấn công khó chịu với điểm đến cuối cùng là gương mặt quen thuộc Aung Thu. Sự xuất hiện của Hùng Dũng với mong muốn là đội tuyển Việt Nam sẽ kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa. Anh Đức đã chơi tương đối vất vả trong hiệp 1. Còn một cầu thủ mang tên Đức là Phan Văn Đức đã xuất hiện vào nhiều điểm nóng khi đá vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng bây giờ thì Phan Văn Đức sẽ được trả lại vị trí quen thuộc, đá trách sang bên phía cánh trái và chơi cao hơn. Công Phượng, Trọng Hoàng, đường chuyền Hùng Dũng, Anh Đức, Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam đang chơi với bộ ba tấn công đã đá từ đầu trước Malaysia. Đây là trợ lý Lưu Đình Tuấn, người thường xuyên truyền tải những thông điệp của Park Hang-seo tới các cầu thủ ở trên sân. Văn Hậu, không tới được chân của Anh Đức. Sức mạnh tranh chấp của Trọng Hoàng cũng sẽ có giá trị trong những trận đấu như thế này. Đường chuyền của Trọng Hoàng, vẫn là Trọng Hoàng. Tới, không vào. Một phá bóng chắc chắn là đã mang đến những khoảnh khắc thót tim cho các cổ động viên Myanmar. Trọng Hoàng đã từng ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Myanmar năm 2010. Xuân Trường dưới sân và những quả đá phạt góc bây giờ sẽ được giao cho Quang Hải hoặc Công Phượng. Bóng vừa rồi chưa chạm tay thủ môn Kyaw Zin Htet. Thổi phạt cầu thủ bên phía đội tuyển Myanmar, người đang bị đau là Quế Ngọc Hải. Trong hiệp một, Quế Ngọc Hải chơi rất hay trong tình huống ngăn cản cầu thủ đối phương, đặc biệt là những pha tấn công bên phía cánh phải, hướng tấn công của đội tuyển Myanmar. Văn Quyết đã rời sân nên chiếc bằng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam bây giờ được trao cho trung vệ mang áo số 3. Đã có 2 bàn thắng được ghi trong các nửa cuối của trận đấu, trong khi Myanmar đã từng ghi tới 6 bàn trong 2 trận đấu đã qua, và đó đều là những bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Đường chuyền của đội ta không thành công, và đội bạn cũng không có được một pha chuyền bóng tốt nhất. Myanmar trong những năm gần đây đã có được những thành tích đáng kể ở đấu trường khu vực. Năm 2015 họ từng vào tới trận chung kết SEA Games. Và cái đây 2 năm ở Hàn Quốc thì Myanmar cũng vào tới bán kết. Và đẩy bóng quá dài của cầu thủ đội tuyển Myanmar, đó là Aung Thu. Ra thì bóng đá Myanmar đã từng là một thế lực ở châu Á, đó là 5 lần đăng quang liên tiếp ở đấu trường SEA Games. Trong khi đội bóng của chúng ta, Park Hang-seo đã thực hiện 2 sự thay đổi người, thì đội tuyển Myanmar vẫn chưa thực hiện sự điều chỉnh nhân sự nào. Pha xử lý là của Aung Thu. Mzi Win. Luôn là như vậy, khi có cơ hội đội bạn sẽ nhả bóng lại cho tuyến hai dứt điểm, và vừa rồi là cú đá của Lay Yin Bo Bo, người đã có 2 bàn thắng và đó đều là những tình huống dứt điểm gần giống như vừa rồi. Các hậu vệ của chúng ta đã để cho số 6 của đội bạn hơi nhiều khoảng trống ở tình huống vừa rồi. Một tình huống mà thằng Văn Lâm đã chơi rất tập trung. Công Phượng, đó Văn Hậu, cơ hội dứt điểm vẫn còn, chưa có bàn thắng cho chúng ta khi mà thủ môn của đội bạn vẫn chơi hay. Đó là câu trả lời của đội tuyển Việt Nam ngay sau tình huống mà Đặng Văn Lâm phải nỗ lực để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải rất tốt, Công Phượng không vào, rất tiếc. Vẫn là những cú dứt điểm chưa đủ hiểm. Đây là cú đá của Phan Văn Đức. Sút thứ 4 của Phan Văn Đức ở trận đấu ngày hôm nay. Cả cú dứt điểm của Phan Văn Đức và Công Phượng đều vào vị trí của thủ môn Kyaw Zin Htet. Quang Hải. chế không tốt của Anh Đức. Đường chuyền của Aung Thu. Si Thu Au. Aung Thu. Ở trận đấu cuối cùng thì đội tuyển Myanmar phải làm khách trên sân của Malaysia. Như vậy là sẽ rất khó khăn cho họ, nên rất có thể đội bóng này sẽ chơi mạo hiểm hơn trong hiệp đấu thứ hai. Và chúng ta đang được chứng kiến khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai cởi mở hơn, với hai cơ hội rõ ràng dành cho đội bóng của chúng ta và một lần dứt điểm của đội bạn. Duy Mạnh. Hùng Dũng. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Hùng Dũng vào sân từ băng ghế dự bị. Trước lối chơi áp sát giàu thể lực của các cầu thủ Myanmar, rõ ràng là lối chơi của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay cho tới lúc này chưa thực sự mạch lạc. Sự thay đổi bên phía đội tuyển Myanmar. Người vào sân là Than Terau. Người nhiều vị trí là Fio Wei, cầu thủ đã ở khu vực giữa sân trước đó. Trận đấu này thì Than Thế Đông cũng đã có một bàn thắng cho đội tuyển Myanmar và ghi bàn vào lưới của Campuchia. Những con số thống kê đang là rất cân bằng. Phối hợp giữa Phan Văn Đức và Trọng Hoàng. Phan Văn Đức. Nguy hiểm. Mzi Win. Đường chuyền cho Aung Thu. Trước đó là một tình huống dâng cao của Đình Trọng, và khi Đình Trọng để mất bóng thì chính cầu thủ của chúng ta đã cố gắng làm giảm nhịp độ của đội bạn. Không kịp. Đội bạn tập trung nhiều vào những tình huống tấn công bên cánh phải. Văn Hậu không có nhiều cơ hội để dâng cao. Rất chủ động. Quang Hải. Anh Đức. Vẫn là Anh Đức. Văn Hậu. Công Phượng. Công Phượng và Phan Văn Đức đang hoán đổi vị trí cho nhau. Rất cố gắng Văn Hậu. Đội bạn vẫn còn rất khỏe. Không chỉ một mà có tới 2 và thậm chí là 3 cầu thủ bao vây những cầu thủ có bóng của chúng ta. Văn Đức. Rất tốt. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Cú đá ngay. Trận đấu vẫn tiếp tục khi mà Phan Văn Đức của đội tuyển Việt Nam đã đứng dậy và tiếp tục cuộc chơi. Sau khoảng 10 phút đầu tiên, Công Phượng đã sang cánh phải và Phan Văn Đức sang cánh trái, thì bây giờ hai cầu thủ này đã đổi vị trí cho nhau. Lỗi rồi, lỗi kề chân. Văn Hậu là một trong những người chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Lên công về thủ và đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Những con số thống kê sau trận cho thấy Đoàn Văn Hậu là cầu thủ tham gia vào nhiều tình huống tấn công nhất và cũng góp mặt ở nhiều tình huống phòng ngự nhất. 2 tình huống dứt điểm và có khoảng 10 tình huống ngăn cản đối phương tấn công và ghi bàn. Trong đó có 9 tình huống không chiến. Quang Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng để bóng hơi dài. Trọng Hoàng rất nhanh. Quế Ngọc Hải, Đình Trọng vẫn rất nỗ lực để chạm mũi giày vào bóng. Aung Thu rất nhanh. Vừa rồi là một tình huống cho thấy rõ là các tiền vệ của chúng ta đã không còn tạo ra khoảng trống cho các tiền vệ của đội bạn nữa, nên Aung Thu không còn giải pháp để chuyền bóng cho cầu thủ tuyến 2 bằng lên dứt điểm. Quế Ngọc Hải đã cắt được đường chuyền vừa rồi. Lỗi của các cầu thủ đội bạn. Ba cầu thủ tấn công của chúng ta đang cố gắng hoạt động rộng để tạo ra bất ngờ. Trong đó Phan Văn Đức là người đang đá cao nhất khi Anh Đức lùi sâu để tham gia vào những tình huống tranh chấp giữa sân. Quang Hải sẽ là người đứng trước quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Trong những tình huống như thế này thì Quế Ngọc Hải hay Đoàn Văn Hậu sẽ dâng cao. Quang Hải làm tường rất hay. Công Phượng, vẫn là Công Phượng, không được. Rất quyết liệt. Phan Văn Đức, lỗi để bóng chạm tay mất rồi. Trước đó thì trọng tài đã thổi phạt với Mueong của đội bạn trước khi Phan Văn Đức để bóng chạm tay. Theo quy định của AFF Cup thì nếu cầu thủ nào phải nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau thì sẽ bị treo giò trận đấu kế tiếp. Đứng trước bóng vẫn là Quang Hải. Quang Hải, cơ hội dứt điểm không vào. Đó là cú ra chân rất nhanh của Công Phượng. Một nhịp đỡ bóng bằng đùi và vô lê ngay. Ở trận đấu với Malaysia, cơ hội của chúng ta là không nhiều, nhưng các cầu thủ đã tận dụng rất tốt những thời cơ của mình. Bàn thắng của Công Phượng là pha dứt điểm duy nhất của cầu thủ áo số 14 trong trận đấu với Malaysia. Quang Hải. Anh Bobo đúng là một gương mặt sáng giá ở tuyến giữa của Myanmar. Vừa rồi chính anh Bobo là người đã cắt được nỗ lực đi bóng của Quang Hải. Đẩy bóng hơi dài và xử lý không tốt của Aung Thu. Quang Hải, Hùng Dũng. Tốc độ của anh Đức là không kịp để theo đường chuyền vừa rồi. Nanda Kyaw. Lay Yin Bo Bo. Nỗ lực của Đặng Văn Lâm. Văn Lâm đã cứu cho chúng ta tránh khỏi một quả đá phạt góc. Nanda Kyaw. Zomitun, cầu thủ được coi là đá tảng phòng ngự của đội tuyển Myanmar. Có lẽ không kịp. Đã có hai quả bóng ở trên sân. Hùng Dũng. Quang Hải đang là cầu thủ nằm sân của chúng ta. Hai trận đấu trước thì Quang Hải đều đã chơi chọn 90 phút. Hai trận đấu liên tiếp đội bóng của ông Park Hang-seo phải đối mặt với những đội bóng có lưới đá rắn, đá rát. Số lần phạm lỗi của đội tuyển Myanmar đến lúc này đã lên tới 9 lần. Phần lớn những cầu thủ Myanmar hiện tại đã làm việc dưới thời của ông Gert Sizer, một huấn luyện viên Đức, nên họ cũng không hề bỡ ngỡ khi tiếp tục được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên người Đức khác là Antoine Hey. Và có thể thấy là tính tổ chức, tính kỷ luật của đội bóng này là tương đối tốt. Antoine Hey đã có những con tính rõ ràng cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam khi cất giữ khá nhiều cầu thủ trụ cột ở hai trận đấu không quá quan trọng trước đó. Hôm nay thì ba cầu thủ lần đầu tiên đá chính ở hàng phòng ngự của đội tuyển Myanmar đều chơi rất tập trung. Trả bóng của Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh. Phan Văn Đức cực kỳ khôn ngoan. Hùng Dũng. Trọng Hoàng di chuyển. Anh Đức. Công Phượng. Vẫn là nỗ lực của Công Phượng. Mzi Win. Số 11 của Myanmar lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Si Thu Au, Văn Đức pha phối hợp với Anh Đức. Anh Đức, Trọng Hoàng. Tiếp tục là quả ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Sau pha va chạm với Anh Đức, cầu thủ đội bạn đang bị đau. Người đang đau là Moe Kyaw, và đây là trận đấu đầu tiên Moe Kyaw đá ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự cùng với đội trưởng Jo Min Tun. Nay thì cầu thủ này đã thay vị trí của trung vệ đã chính ở cả hai trận đấu trước đó là Pierre Fiorot. Lần gần nhất hai đội hòa nhau ở một trận đấu vòng bảng AFF Cup là năm 2012. Khi đó thì Tấn Tài là cầu thủ đã mở tỷ số cho đội bóng của chúng ta bằng một pha đánh đầu. Sau đó thì đội bạn đã gỡ hòa. Đó là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Đây là khu vực dành cho các cổ động viên của Việt Nam chúng ta. Đúng là nếu như được mua nhiều hơn số vé thì chắc chắn các cổ động viên của chúng ta sẽ đông hơn. Chủ nhà Myanmar chỉ dành cho các cổ động viên đội khách 2.400 vé, và vé của đội khách cũng như vé dành cho cổ động viên của chúng ta được in khác so với vé dành cho cổ động viên chủ nhà. Duy Mạnh. Những trận đấu đầu tiên ở AFF Cup năm nay chúng ta không còn được chứng kiến bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng. Thay vị trí của Bùi Tiến Dũng như ông Park Hang-seo sử dụng ở những giải đấu trước, giải U23 châu Á và ASEAN mới đây là Quế Ngọc Hải. Myanmar chuẩn bị thực hiện thêm một sự thay đổi người nữa. Lại một tình huống xử lý đầy kinh nghiệm của Quế Ngọc Hải. Yanai Ngô là người sẽ góp mặt bên phía đội tuyển Myanmar. Cầu thủ rời sân là Si Thu Au. Yanai Ngô cũng là cầu thủ đã từng ghi bàn vào lưới một đội bóng ở World Cup U20 thế giới. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền dài của Đoàn Văn Hậu. Một ngày chơi hay của hàng phòng ngự Myanmar. Đây là Nay Ngô. Nay Ngô đã ghi bàn đầu tiên của khu World Cup U20 thế giới năm 2015. Bàn thắng vào lưới đội tuyển U20 Mỹ. Đó là một giải đấu mà đội tuyển U20 Myanmar không có được điểm số nào, nhưng bù lại họ lại có được hai bàn thắng, một vào lưới U20 Mỹ và một vào lưới U20 New Zealand. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta năm 2017 là đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành điểm ở giải U20 thế giới. Cắt bóng rất hay. Đó là Phan Văn Đức. Quang Hải. Quang trống. Quang Hải. Cơ đấy rồi, Công Phượng. Công Phượng đang ngã, không có penalty. Và bây giờ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt niềm tin vào Nguyễn Văn Toàn trong những phút còn lại của trận đấu này. Một cầu thủ rất có duyên với mảnh lưới của các đội tuyển bóng đá Myanmar. Văn Toàn sẽ vào sân để thay Công Phượng. Ở cấp độ đội tuyển U19 Myanmar, trước đây Văn Toàn đã từng ghi 4 bàn. Một cú hat-trick ở giải U19 Đông Nam Á. Và sau đó trong một trận đấu trên sân Mỹ Đình, Văn Toàn cũng là người ghi bàn. Đó là bàn thắng thứ 3. Đây là trận đấu đầu tiên của Văn Toàn ở AFF Suzuki Cup năm nay. Trước khi rời sân thì Công Phượng đã được trao một cơ hội khá tốt để khai thông bế tắc trận đấu này. Có lẽ thể lực cũng đã có phần suy giảm, nhưng Công Phượng không dướn để theo kịp đường truyền của Quang Hải. Hùng Dũng. Phan Văn Đức. Quang Hải chân trái. Không vào, vẫn không. Tiếng bật của tiền vệ mất rồi. Rất tiếc, Văn Toàn đã làm rung mảnh lưới của đội tuyển Myanmar, nhưng chưa kịp ăn mừng thì anh đã phát hiện ra mình ở thế việt vị. Một trận đấu mà Kyaw Zin Htet, thủ môn của đội chủ nhà, đã rất nhiều lần làm nản lòng các chân sút của chúng ta. Tình huống khá nhạy cảm. Một Văn Toàn khát khao thể hiện sẽ có khoảng 15 phút để chứng minh giá trị của mình. Phát xử lý của Văn Toàn. Vẫn còn. Cơ hội vẫn tới cho chúng ta. Nhưng sau đó thì Hùng Dũng đã không còn duy trì được đà chạy. Văn Hậu. Phan Văn Đức. Bóng được chuyền cho Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Rất hợp lý. Rất hợp lý. Cú đá của Quang Hải. Một cầu thủ bên phía đội chủ nhà có lẽ là bị chuột rút. Trận đấu hết sức căng thẳng. Các cầu thủ phòng ngự của đội bạn phải chơi với một sự tập trung rất cao cho đến lúc này. Từ thủ thành Kyaw Zin Htet cho tới bộ đôi trung vệ và hai hậu vệ biên. Mỗi khi những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam có bóng thì thường không chỉ một mà có tới hai cầu thủ bao vây các chân sút của chúng ta. Và lúc này đang có tới hai cầu thủ đang phải được các bác sĩ chăm sóc bên phía đội tuyển Myanmar. Trận chỉ có được một điểm ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự quyết ở trận đấu cuối gặp đội tuyển Campuchia để chúng ta đánh bại đối thủ. Phút thứ 80. Đã có rất nhiều thời điểm bàn thắng đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Nếu trận đấu gặp đội tuyển Malaysia không của chúng ta đã chơi hiệu quả tuyệt vời thì ngày hôm nay điều đó không còn xuất hiện, cũng một phần vì sự xuất sắc của thủ thành Kyaw Zin Htet. Quang Hải, Văn Toàn, Quang Hải rất hợp lý. Trọng Hoàng một lần nữa chúng ta bị thổi phạt tuyệt vị. Yekou đã vào sân để thay Win Moe Kyaw. Mà lúc này cũng đã hết quyền thay người. Phía trước chúng ta là 10 phút rất quan trọng và cũng sẽ rất căng thẳng. Đội tuyển Việt Nam dù vẫn kiểm soát bóng ít hơn nhưng là chủ sở hữu của những thời cơ rõ ràng nhất. Và xử lý an toàn của Đình Trọng. Đình Trọng được đánh giá là một trong những cầu thủ phòng ngự chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng trước đội tuyển Malaysia trên sân nhà. Sẽ là một quả đá biên rất mạnh của Nanda Kyaw. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Sự thực thì trận đấu này Đặng Văn Lâm không phải trổ tài quá nhiều. Pha xử lý hay của Trọng Hoàng. Hùng Dũng, Quang Hải, bóng được chuyển cho đoàn Văn Hậu và Văn Hậu cũng đã thấm mệt. Một trận đấu mất rất nhiều sức của cao thủ Việt Nam. Đó là đường chuyền của Aung Thu. Aung Thu và anh Ngô rất hiểu nhau. Của Aung Thu. Aung Thu tìm cách vượt qua Đỗ Duy Mạnh nhưng anh không còn không gian để thực hiện pha xử lý tiếp theo. Cho tới lúc này thì các thủ phòng ngự của chúng ta cũng đã hạn chế phần nào sự nguy hiểm của chân sút mang áo số 10 bên phía đội tuyển Myanmar. Đường chuyền nhanh của Hùng Dũng. Duy Mạnh. Hùng Dũng. Đội bạn vẫn trên cơ bóng dũng mãnh của Duy Mạnh. Thứ hai trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Và xử lý an toàn của Đỗ Duy Mạnh. Chủ nhà Myanmar người quyết tâm, có lẽ một điểm ở trận đấu này cũng không phải kết quả quá tệ của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn còn quyền tự quyết, lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng, Anh Đức đã di chuyển hợp lý, vẫn còn Trọng Hoàng, Duy Mạnh. Đội bạn lui về rất nhanh. Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Pha áp sát rất nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Mzi Win, rất hay. Tuy nhiên trọng tài đã thổi phạt Đình Trọng. Một tình huống phạm lỗi ở một vị trí cách xa khung thành đặng Văn Lâm. Trợ phòng ngự và có lẽ đó là cú đánh đầu phá bóng. Pha xử lý của Anh Đức. Cơ hội đã qua đi với đội tuyển Myanmar. Pha xử lý của Aung Thu. Thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai sẽ nhiều hơn hiệp đấu đầu tiên. Duy Mạnh, sát Phan Văn Đức, Quang Hải, cơi cầu thủ chúng ta đang ngã, đó là Đoàn Văn Hậu. Không có dấu hiệu nào từ phía trọng tài Al-Marri. Cảm giác như đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương với Văn Hậu. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Rất nhanh. Anh Đức. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam, một quả đá phạt trực tiếp. Nhưng tôi rất muốn xem lại tình huống quay chậm cú ngã của Văn Hậu cách đây ít phút. Sao đây cũng là cơ hội rất tốt để chúng ta có được bàn thắng quyết định trận đấu này. Phút là thời gian đã bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Lão tướng 33 tuổi Anh Đức đã chơi rất cố gắng cho đến lúc này. Anh Đức đã cố gắng tạo ra một sức dướn lớn hơn. Quang Hải và Hùng Dũng là những người đứng trước quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu ra quân gặp đội tuyển Lào, Quang Hải đã vẽ nên một đường cong và tạo ra một bàn thắng rất đẹp mắt cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng hy vọng điều đó sẽ tiếp tục lặp lại ở khu đá phạt này. Quang Hải hay Hùng Dũng đây? Cú đá Quang Hải. Thường thì Quang Hải sẽ mạnh hơn ở những cú đá có khoảng cách xa hơn so với cú đá phạt vừa rồi. Và hơi check sang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ là thuận lợi hơn với một cú sút chân trái, cứ lòng chân trái của Quang Hải. Ngày 24 tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ gặp đội tuyển Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy. Quang Hải, Văn Toàn, bóng được chuyền cho Anh Đức. Rất cố gắng, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực của Phan Văn Đức. Nếu như trọng tài không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc thì đó là một tình huống không hoàn toàn chính xác. Quyết định hết sức ngạc nhiên. Phút bù giờ cuối cùng. Vẫn là Văn Toàn. Không được. Trọng Hoàng, đường chuyền nhanh. Duy Mạnh. Phương án tốt nhất mà Đình Trọng có thể thực hiện. Vậy là trọng tài Khamis Al-Marri đã đổi còi để khép lại trận đấu giữa đội tuyển Myanmar và